Mạc Đăng Dung, người khai sinh nhà Mạc và hành động công tội khó phân. Không ai có thể phủ nhận Mạc Đăng Dung là một con người giàu nghị lực và mưu trí. Từ một anh lính cầm lọng cho vua, lại có thể từng bước xây dựng thế lực trong triều đình, uy tín trong dân chúng, rồi cuối cùng vươn lên đỉnh cao quyền lực, trở thành vị hoàng đế khai quốc của nhà Mạc. Thế nhưng một sự nghiệp đầy rẫy tranh cãi, cộng thêm lý lịch có nhiều vết đen, tất cả đã khiến cho Mạc Đăng Dung cùng vương triều của mình trở thành một trong những vương triều khó phân định công tội nhất trong lịch sử Việt Nam. Xuất thân nghèo khó, từng làm lính che lọng cho vua. Mạc Đăng Dung sinh ngày 23 tháng 11 năm 1483, có tài liệu ghi là 22 tháng 12 năm 1483, người làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, đây là huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Đại Việt Thông Sử, cụ tổ bảy đời của Mạc Đăng Dung là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên thời Trần, Mạc Đỉnh Chi, quê ở huyện Chí Linh, Hải Dương, làm quan Thanh Liêm, tiếng tăm lừng lẫy cả nước. Viện Sử học Việt Nam dựa vào sách Công Dư Tiệp Ký kết luận thêm rằng Mạc Đăng Dung là cháu bảy đời của Mạc Đỉnh Chi, mà Mạc Đỉnh Chi lại là cháu năm đời của Trạng Nguyên Mạc Hiển Tích thời Lý. Họ Mạc có gốc từ Cơ Chất Khiết, hậu huệ nhà Chu bên Trung Quốc. Sau khi nhà Chu mất, Cơ Chất Khiết làm quan cho nhà Hán, được ban họ Mạc. Sau này con cháu di cư xuống Nam, rồi tới Đại Việt. Cha của Mạc Đăng Dung là Mạc Hịch, lấy người con gái họ Đặng trong làng, sinh được ba người con. Mạc Đăng Dung là con trưởng. Có một gốc khuất trong tiểu sử dòng họ Mạc, được sách họ Mạc ở Nghệ Tĩnh chép lại rằng ông Mạc Đăng Hùng, chú của Mạc Đăng Dung, thi đậu Trạng Nguyên võ dưới triều Lê. Ông giỏi đá cầu, cưỡi ngựa, bắn cung nên được nhà vua ưu ái, thường triệu vào cung cùng chơi cầu, tỉ thí. Mùa xuân năm Kỷ Tỵ, vua cưỡi thuyền rồng ra chơi trên sông Thiên Đức. Ông Hùng biểu diễn đá cầu một cách tuyệt diệu, vua đứng trên thuyền xem mãi không chán. Chẳng may, quả cầu rơi vào thuyền ngự, phạm vào vua, ông bị kết án tử hình. Chính việc này đã trực tiếp đẩy cả dòng họ Mạc thêm một lần nữa rơi vào cảnh trốn chạy, phải đến lánh nạn tại vùng Tam Giang. Hoàn cảnh bức bách, vừa lớn lên Mạc Đăng Dung đã phải dở dang nghiệp thi thư để mà lo kế sinh nhai bằng nghề đánh cá và chèo đò thuê. Tuy nhiên, ông lại có sức khỏe phi thường, tướng mạo khôi ngô, báo hiệu một tiền đồ tươi sáng. Từ một chàng trai nổi tiếng khắp vùng về môn đánh vật giật giải, trong một dịp đi thi võ ở Kinh Đô, Mạc Đăng Dung đã thi đỗ đệ nhất đô lực sĩ Trạng Nguyên võ thời vua Lê Uy Mục và được sung vào đội quân túc vệ giữa việc cầm tán đi theo xe vua. Án binh bất động giữa cuộc chiến vương quyền. Trong hàng ngũ võ quan nhà Lê, theo sử gia Lê Quý Đôn, Mạc Đăng Dung tỏ ra là người thật thà ngay thẳng. Năm 1508, ông được phong làm đô chỉ huy sứ vệ Thần Vũ. Vua Uy Mục vốn là một hôn quân nghiện rượu hoang dâm, thích ra oai để cho họ ngoại hoành hành, lòng dân căm phẫn nên gọi là Quỷ Vương. Cơ đồ nhà Lê đi xuống từ đây. Vua lại có thói nghi kỵ các quan, các tôn thất, nhiều người vì thế mà muốn nổi loạn. Khoảng thời gian biến loạn từ lúc Lê Uy Mục uống thuốc độc tự tử cho đến khi Lê Tương Dực lên ngôi, sử sách không chép gì về Mạc Đăng Dung. Bản thân Lê Tương Dực cũng là ông vua chơi bời vô độ, xây dựng liên miên, dân nghèo thất nghiệp, trộm cướp nổi lên, nhiều nơi giấy binh làm loạn, dẫn tới sự suy vong của nhà Lê Sơ ngày một trầm trọng thêm. Năm 1511, Mạc Đăng Dung được thăng làm Vũ Xuyên Bá. Thời gian này hạn hán gây đói kém, các cuộc nổi dậy của Trần Cảo, Trần Tuân, Nguyễn Nghiễm liên tiếp xảy ra, triều đình phải vất vả đánh dẹp. Viên tướng Trịnh Duy Sản cùng tay chân giết vua Lê Tương Dực, lập vua mới là Lê Chiêu Tông. Tình hình lúc này chỉ có thể nói là bên ngoài giặc giã nổi lên như ông, bên trong quyền thần chém giết lẫn nhau, kinh sư đẫm máu. Mạc Đăng Dung lúc ấy trấn thủ Sơn Nam, án binh bất động, không liên can đến các cuộc đấu đá tranh giành. Đáng kể nhất về ông trong thời điểm là việc hạch tội. Thời đó có hai tên Cù Khắc Xương và Trần Khắc Xương mượn đạo Thiên Vũ, Thiên Bồng mê hoặc dân. Mạc Đăng Dung dân sớ xin trị tội, lại hạch một số viên quan mê tín tà thuyết. Sau đó ông lại hạch Thiệu Quốc Công Lê Quảng Độ tội bất trung vì hàng giặc Trần Cảo. Từ đấy vua Lê càng tin Mạc Đăng Dung là người trung thực, càng thêm ân sủng.
Năm 1518, Mạc Đăng Dung được thăng làm Vũ Xuyên Hầu ra trấn thủ Hải Dương. Tại đây thì ông tích cực thu thập hương binh, chỉnh đốn quân ngũ, quân số ngày càng đông. Từ công thần phò giá đến kẻ cướp ngôi vua. Sau khi đánh đuổi được hai thế lực Nguyễn Hoàng Dụ và Trịnh Tuy, quyền thế của phụ chính Trần Chân trong triều Lê ngày càng lớn. Mạc Đăng Dung cũng phải sợ, liền dạm hỏi con gái Trần Chân cho con trai mình là Mạc Đăng Doanh. Để ngừa hậu họa, các đại thần bàn mưu với nhà vua dụ Trần Chân vào cung rồi bắt chém đầu. Các thủ hạ của Trần Chân hay tin, mang quân vây đánh kinh đô để báo thù. Lê Chiêu Tông gọi các quan tới hộ giá nhưng người không đi, người lại nhân cơ hội hoành hành, đóng quân không rút. Mạc Đăng Dung lúc đó đã từ Hải Dương về ý kiến vua, đóng thủy quân ở sông Nhị Hà, xin vua chuyển về Dinh Bồ Đề để tiện theo hầu. Theo sách Đại Việt Thông Sử, lúc này thực chất ông đang mượn thế của quân địch để chặt vây cánh của vua Lê. Lúc này Trịnh Tuy lại nổi lên, Lê Chiêu Tông chọn cách mời Nguyễn Hoàng Dụ ra đánh Trịnh Tuy, có Mạc Đăng Dung đi cùng. Kết quả là quân Hoàng Dụ thua to, lùi quân về Thanh Hóa. Từ đây Mạc Đăng Dung thống lĩnh quân thủy bộ. Sau một thời gian, các thế lực nổi dậy như là Lê Do, Nguyễn Sư, Trịnh Tuy, Nguyễn Kính, Nguyễn Án, Hoàng Duy Nhạc, người bị giết, kẻ xin hàng Mạc Đăng Dung. Lê Chiêu Tông phong ông làm Minh Quận Công, nắm hết quyền bính, đưa vua hồi kinh sư, việc thiên hạ tạm yên. Năm 1520, Mạc Đăng Dung được vua sai làm tiết chế các sứ thủy bộ Chư Dinh. Năm sau, ông lại được phong làm Nhân Quốc Công, tiết chế các doanh quân thủy bộ 13 đạo. Tháng 7 lại gia phong làm Thái Phó. Năm 1521, sau khi đánh lui được Trịnh Tuy vào Thanh Hóa, mang quân đánh lực lượng của Trần Cung ở Lạng Nguyên. Quyền thế của Mạc Đăng Dung gia tăng rất lớn, kiểm soát toàn bộ triều đình. Ông gây dựng phe cánh gồm Thông Gia, Phạm Gia Mô làm Thượng Thư Bộ Lễ, em rể Quỳnh Khê Hầu Vũ Hộ làm Hữu Đô Đốc trấn thủ Sơn Tây. Ngoài ra còn có các Thượng Thư Trình Chí Sâm và Nguyễn Thị Ung ngả theo ông. Mạc Đăng Dung lại tiến vua một mỹ nhân, giả danh làm con gái vào làm cung tần để dò la tin tức, lại sai em là Mạc Quyết giữ đạo binh túc vệ, con trai Đăng Doanh giữ điện Kim Quan. Năm 1522, Lê Bá Hiếu nổi dậy chống triều đình ở vùng Đông Ngàn Gia Lâm, Mạc Đăng Dung lại mang quân đi đánh dẹp được. Sử gia Lê Quý Đôn viết rằng, từ đó công danh ngày càng thịnh, triều đình ai cũng phục. Khi đó Mạc Đăng Dung đi bộ thì long phượng giác vàng, đi thủy thì thuyền rồng dây kéo, ra vào cung cấm không kiêng sợ chi. Ông giết thị vệ Nguyễn Cấu, đô lực sĩ Minh Sơn Bá Nguyễn Thọ và Đàm Cử, vốn là những người trung thành với Lê Chiêu Tông. Sợ hãi, hoàng đế cùng một số cận thần lánh khỏi Đông Kinh, hiệu triệu thiên hạ diệt Đăng Dung. Thấy thế, Đăng Dung phế luôn Chiêu Tông, rồi lập hoàng đệ của Chiêu Tông lên ngôi, hiệu là Cung Hoàng. Khi Chiêu Tông bị Trịnh Tuy bắt đem về Thanh Hóa, Đăng Dung bí mật sai người đến giết, đem xác về chôn ở Vĩnh Hưng Lăng. Tháng 4 năm 1527, Lê Cung Hoàng tấn phong Mạc Đăng Dung làm An Hưng Vương. Hai tháng sau thì ông từ cổ trai trở lại kinh đô, ép Lê Cung Hoàng nhường ngôi. Sử gia Lê Quý Đôn chép rằng, lúc này thần dân phần nhiều xu hướng về Đăng Dung, đều ra đón về kinh đô. Ngày 15 tháng 6 1527, Mạc Đăng Dung ngự nơi chính điện, tế trời ở đàng Nam Giao, dựng tôn miếu xưng hoàng đế, đổi niên hiệu là Năm Minh Đức thứ nhất, phế truất vua Cung Hoàng làm cung vương, giam cùng thái hậu. Vài tháng sau, ông ép cả hai phải tự tử. Nhà chính trị tài ba. Nhà Lê Sơ kết thúc nhưng công đức Lê Thái Tổ và Lê Thánh Tông làm cho nhiều người vẫn còn lưu luyến, khắp nơi nổi lên những đội quân phù Lê diệt Mạc. Thấu hiểu điều này, Mạc Đăng Dung buộc phải tuân giữ pháp độ của nhà Lê, phủ dụ thần dân, trấn áp lòng người, cho tìm con cháu các nhà thế gia công thần đang ẩn náu ra làm quan. Tháng 10 năm 1528, ông sai bề tôi là Nguyễn Quốc Hiến bàn định binh chế, điền chế, lọc chế, đặt bốn vệ năm phủ, số người số lính của các nha môn đều phỏng theo quan chế của triều trước. Mạc Đăng Dung lấy Hải Dương làm Dương Kinh, lập cung điện ở cổ trai, truy tôn miếu hiệu, xây dựng mộ phần cho tổ tiên họ Mạc, lập con trai là Mạc Đăng Doanh làm thái tử, phong tước cho thân quyến, ban thưởng cho cận thần, lấy ngày sinh của mình làm ngày Càn Ninh Khánh Tiết. Đăng Dung dựng thêm một ngôi điện để ở, gọi là Điện Phúc Huy.
Về quân sự, quân trấn giữ các xứ Hải Dương, Sơn Nam, Sơn Tây và Kinh Bắc lần lượt cho Lệ Thuộc và bốn vệ Hưng Quốc, Chiêu Vũ, Cẩm Y và Kim Ngô. Mỗi ty đặt một viên chỉ huy sứ, mỗi vệ đặt một viên thư ký, mỗi giáp đặt một viên giáp thủ. Nếu có công lao thì bổ lên chức cao hơn. Mạc Đăng Dung cũng gắn tổ chức thi thường xuyên để tuyển chọn nhân tài. Trong số những người thi đỗ dưới Triều Mạc, có nhân vật cực kỳ nổi tiếng là Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Năm 1528, Mạc Đăng Dung sai đúc tiền thông bảo theo cách đúc tiền cũ, sau lại đúc các loại tiền dán pha kẽm và sắc ban hành các xứ trong nước để thông dụng. Ông ra lệnh cấm người các xứ trong ngoài không được mang binh khí hoành hành trên đường đi. Ai vi phạm thì cho phép đi bắt giữ. Từ đấy người buôn bán và kẻ đi đường đều đi tay không, ban đêm không còn trộm cướp, trâu bò thả chăn không phải đem về. Trong khoảng vài năm, các nơi được mùa liên tiếp, trong cõi tạm yên. Mùa đông năm 1529, Mạc Đăng Dung đã làm vua được 3 năm. Tự thấy mình tuổi già bèn truyền ngôi cho con trưởng là Đăng Doanh, tự xưng là Thái Thượng Hoàng, ra ở điện Trường Quang, coi nghề đánh cá là thú ngao du tự lạc. Theo sử gia Lê Quý Đôn, Đăng Dung về cổ trai ở là để trấn giữ nơi căn bản, làm ngoại viện cho con, nhưng vẫn quyết định những việc trọng đại. Đăng Doanh lên làm hoàng đế, dựng cung điện nguy nga cho cha ở, mỗi tháng vào ngày 8-22 dẫn bá quan tới triều yết. Cắt đất cho nhà Minh, hành động gây tranh cãi dữ dội. Sau khi lên ngôi được một năm, Mạc Đăng Dung sai người sang báo với nhà Minh rằng con cháu họ Lê không còn ai thừa tự, ủy thác cho đại thần họ Mạc tạm trông coi việc nước. Vua Minh không tin, sai sứ giả dò la tin tức. Mạc Đăng Dung đem nhiều vàng bạc đút lót để sứ giả về tâu, nhưng vua Minh vẫn không nghe. Thế là nhà Mạc lập mưu, dâng hai châu Quy, Thuận và hai tượng người bằng vàng bạc cùng châu báu vật lạ. Vua Minh nhận, từ đó Bắc Nam thông hiếu qua lại. Năm 1529, bề tôi cũ của Triều Lê là Trịnh Ngung, Trịnh Ngang sang nhà Minh tố cáo nhưng không thành. Năm 1533, An Thành, Hầu Nguyễn Kim ở Ai Lao lập con cháu họ Lê lên ngôi, tức là Lê Trang Tông, lại sai người sang nhà Minh tố Mạc Đăng Dung tiếm loạn. Thế là vua Minh sai quân sang đóng gần cửa Nam Quan, rồi truyền hịch đi khắp nơi, hễ ai bắt được cha con Mạc Đăng Dung thì thưởng cho quan tước và hai vạn bạc. Năm 1538, Triều Mạc sai Nguyễn Văn Thái dâng biểu xin được phân xử. Theo Trần Trọng Kim, trong sách Việt Nam sử lược, việc nhà Minh định sang đánh họ Mạc không phải là ý tốt gì với họ Lê, chẳng qua họ cũng muốn nhân lúc nước Nam có biến, lấy cớ mà sang, như khi trước sang đánh họ Hồ. Năm 1540, mọi việc chưa yên thì Mạc Đăng Doanh chết, Mạc Đăng Dung về kinh, lập cháu Mạc Phúc Hải lên nối ngôi. Mùa đông tháng 11, Mạc Đăng Dung cùng với cháu và các bề tôi trung thành qua trấn Nam Quan, dâng tờ biểu đầu hàng, nộp hết sổ sách về đất đai, quân dân và quan chức cả nước để chờ phân xử, dâng các động Tê Phù, Kim Ngạc, Cổ Sâm, Liệu Cát, An Lương, La Phù, của châu Vĩnh An, trấn Yên Quảng. Xin cho nội thuộc vào Khâm Châu. Năm 1541, nhà Minh phong vua Mạc làm An Nam Đô Thống Ti Sứ, cho ấn Mạc, vẫn cho thế thập cha truyền con nối. Còn 13 lộ cứ để tên cũ, nhưng đều lập phủ ti cho chức đô thống sứ được cai quản, điều khiển và phải triều cống. Vì việc cắt đất triều cống này cộng thêm hành động cướp ngôi, tất cả đã khiến cho Mạc Đăng Dung cùng cả vương triều Mạc bị giới sử gia xưa coi là ngụy triều hèn nhát. Tuy vậy, với con mắt khách quan và mở rộng hơn, nhiều sử gia Việt Nam ngày nay lại có phần cảm thông một phần cho quyết định này của Mạc Đăng Dung. Khi đó, nhà Mạc mới dựng, tình hình đất nước vẫn còn quá ngổn ngang. Để giữ lấy triều đình non trẻ nói riêng và tồn vong đất nước nói chung, nhà Mạc buộc phải chấp nhận hy sinh một phần để giữ lấy hòa bình. Sau khi lên biên giới để cắt đất trở về, ngày 22 tháng 8 1541, Mạc Đăng Dung băng hà. Thụy hiệu Nhân Minh Cao Hoàng đế, biếu hiệu là Thái Tổ. Trước khi mất, ông có để lại di chúc, không làm đàn chay cúng Phật và khuyên Mạc Phúc Hải phải nhanh chóng về kinh sư để trấn an nhân tâm và xã tắc làm trọng. Sau khi Mạc Đăng Dung qua đời, nhà Mạc với ba đời vua kế tiếp còn làm chủ đất nước được hơn nửa thế kỷ. Sau đó, thất thế vào năm 1592, di chuyển lên vùng Cao Bằng, rồi tồn tại kéo dài thêm bốn đời vua nữa. Cho đến năm 1677, tính ra là vừa tròn 150 năm mới mất hẳn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!